Ok, hello em, mà chào mừng tất cả anh em sẽ lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ xem được cả Rồi mình đi bắn tử chiến các anh em. cho anh xem bắn như thế nào, xin đồ gamer của mình. Ok. Một viên. Gạt luôn em, gạt luôn. First blood. Ok, kỹ năng Leon nó hồi máu rồi. Không ổn anh em ơi, không ổn, không ổn. Thì mình sẽ giải thích cho anh em gọi là hả, một viên nữa. Double kill. Bay lên nóc luôn. Thằng Sơn drop đi có làm gì không thế? Ôi trời ơi, không ổn rồi, không ổn, không ổn. Double Thì kill. mình sẽ giải đáp cho anh em thắc mắc vì sao mà gọi là đã lâu rồi mình không ra video ấy. Thì không phải là mình không muốn ra, mà do mình không thể ra anh em mà. Mình bận thi học kỳ, à quên, thi giữa kỳ. Ở đây nào các anh em bằng tuổi mình mà thi giữa kỳ không, các anh em sẽ hiểu. Mình phải ôn bài các kiểu nên mình không thể ra video cho anh em xem được, nên anh em thông cảm giúp cho mình nhá. Và mình sẽ cố gắng ra video đều một chút để cho anh em có thể xem. Nếu anh em thấy hay, thấy thích, hãy ủng hộ mình bằng cách đấm vào nút đăng ký kênh, bấm nút like, nút chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi ra video sớm nhất. Và ok, chúng ta tiếp tục trận đấu nào. Thằng Sơn drop này, úi rồi thằng này không biết có kênh được hay không đây. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, Triple kill. đi mẹ nó cay tê nhờ. Không ổn thật rồi. Ok, mình sẽ là quay trở lại với khẩu súng tủ của mình, MP5 huyền thoại. Mình tự nhiên là còn múa lục bạc nữa chứ. Thế có làm ăn được gì không? Nghi có đất trong này lắm. Biết ngay mà. Kề gục một đứa. Ôi giời, mù mắt luôn, mù mắt luôn. Double kill. Thắng chưa, thắng chưa. Giời, đồng đội mình ghen hết rồi. Không hiểu sao thời gian gần đây mình rất run tay các bạn ạ. Úi dồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Thật sự không ổn. Help me. Không có được ai cả. Một kill luôn. Mày không thoát được được con trai, tại vì không tình yêu. Triple kill. Trời. Oh. Trời đủ. Chơi thảm mà ít đi. Kiểu nhấp nhô tô cô này. Thứ kiểu nhấp nhô tô cô, anh em biết bắn farm mát kiểu nhấp nhô không?
phải mất ít thì phải bắn cực đau luôn. Thằng này AFK rồi, không nói làm gì. First blood. Này AFK thì không nói làm gì. Đồng đội ơi, bắn kin con nào để mình cover chứ. Biết AFK chắc chắn là không có đồ gì đâu. Không cần loot nữa. Rồi. Ủa rồi ôi luôn. Chờ kill cho tôi với. Ngon, khẩu shotgun ngon quá trời luôn. Được khẩu shotgun quá là ngon luôn. Nó có ngủ không? Trời, one shot. Hay lắm. Có ai lấy khẩu lục bạc của mình đi đây à? Ok, tắt mic đi. Bọn nói nhiều vãi. Toàn là mấy thanh niên trẻ và trâu thôi. Mình già rồi. Người chơi là phải cẩn thận, không người chơi kiểu bố đời được các bạn. Thế nhưng thế thì có một vài thanh niên ở đây. Xong một tên. Chắc chắn đồng đội nó sẽ cứu. Mình phải kè ở đây. Sẽ hồi máu này. Uầy, đồng đội mình xử lý hết rồi à? Hay thế nhỉ? Đồng đội bắn hay thế. Không còn chờ kêu một kêu nào cho mình luôn. Thế thì ai phải chơi kiểu bố đời. Không phải chơi kiểu ôn tồn như hồi nãy nữa. Không hiệu quả. Lao lên. Bắn chết luôn. Mày lo đâu ra, mày lo đâu ra. Lo đâu ra. Rồi. Luôn. Má con là MVP kìa. Cả đời con sao. Ok, cảm ơn tất cả anh em quay về đã xem video của mình. Nếu các bạn thích video của mình hãy để cho mình một like và đăng ký, đồng thời bấm nút cho thông báo để nhận được video của mình. Một khi nào đeo sớm nhất nhé. Của mình thì bye.